Hello, chào tất cả các anh em đến video đầu tiên trong năm 2022 này. Thực sự rất là vui khi gặp lại được mọi người. Có một cái điều khá đáng tiếc trong cái cuối năm 2021 đó là mình đã không thể ra được một cái video nào để có thể chúc sức khỏe, chúc Tết các anh em. Rất là đáng tiếc, nhưng mà thực sự là mình rất là bận. Đó thì mở đầu trong cái video này, mình xin chúc tất cả các anh em một năm mới sức khỏe này. Đầu tiên là sức khỏe và vạn sự như ý. Đó, cầu được ước thấy, muốn mong một cái gì, muốn tìm được mùi hương ngon thì sẽ mua được mùi hương ngon, muốn tìm có một cái gì đấy thì là sẽ ok. Đó. Và chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy cái tiêu đề trong video này. Tại sao mình lại chọn cái chủ đề đó là một số những chai nước hoa không nên mua để chúng ta tiết kiệm tiền lì xì, tiền Tết gì đấy, bởi vì là thực ra anh em đều biết là cái năm vừa rồi chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều về dịch bệnh, thì thực sự là tài chính của mọi người cũng không phải là quá là dư giả. Nhiều mình biết là nhiều anh em mặc dù không quá là dư giả, thế nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn thích có một cái mùi hương dùng cho xuân hè thì chúng ta vẫn nghiến răng. Đó, thì do vậy trong cái chủ đề video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các anh em 6 hay 7 chai nước hoa, như là 6 chai mà chúng ta không nên mua hoặc là chúng ta nên cân nhắc trước khi mua nếu như chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương cho cái giai đoạn xuân hè này. Đó, thì đấy là cái chủ đề trong video của mình ngày hôm nay. Và tất nhiên rồi, nếu như đây là cái lần đầu tiên mà anh em có xem video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn hãy bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn nữa. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, đến được. Trước khi vào chủ đề chính của video thì mình cũng xin chia sẻ với các anh em một chút, đó là những cái chai nước hoa mà mình sẽ list ra nó mang cái tính cá nhân của mình. Mình cảm nhận thấy rằng là chúng ta nên cân nhắc hoặc là không cần thiết phải mua. Đó, nó mang cái tính cá nhân của mình. Do vậy nếu như các anh em nào mà bất đồng quan điểm, ví dụ nó lại là một trong những chai nước hoa các anh em cảm thấy rất là thích, thì cũng là cái điều hết sức bình thường. Bởi vì như mình vẫn nói, đến cả hoa hậu xinh như thế, body chuẩn như thế mà vẫn còn có người khen kẻ chê, thì cái chai nước hoa nó không là một cái gì cả. Cho vậy là các anh em comment nó cũng bình thường, nó nhẹ nhàng thôi. Đừng nên nó máu chiến quá, nó mất hay ra. Ok, đấy thì nó là mang cái tính cá nhân của mình mà thôi. Đó. Và bây giờ anh em mình đến với chai nước hoa đầu tiên, đó là Dolce & Gabbana The One Gold. Khác với phiên bản EDP với cái tông mùi ngọt ngào thì ở chai nước hoa này nó có một chút cay nồng. Nói chung là nó thay đổi cái tông mùi. Thế nhưng mà The One Gold thì thực sự đây là một mùi hương rất là nhạt nhòa. Thực sự là rất là nhạt nhòa và thiếu cá tính. Do vậy nếu như mà chúng ta có ý định tìm hiểu về cái line The One này thì thực sự mình vẫn luôn luôn chỉ có hai dòng mà mình gợi ý đến, đó là The One Out of Perform hoặc là phiên bản Out of Midnight Royal, cái gì mình không nhớ, mình sẽ để ảnh ở đây để các anh em tham khảo. Còn lại The One Intense, The One Gold, The One Grey, blah blah blah, một số những cái sản phẩm khác thì chúng ta nên cân nhắc. Còn nếu như chúng ta vẫn có ý định thì nên thử một trước khi mua, chứ không nên táng chai full. Đấy là cái mà mình nói chung là mình muốn chia sẻ với các anh em. Đó, hai chai nước hoa đầu tiên của nhà Dolce & Gabbana. Chai nước hoa thứ hai đó là sản phẩm Yves Saint Laurent và nó có tên là Le Parfum Y. Le Parfum Y, chai nước hoa này mới được ra mắt năm ngoái. Tại sao mình lại nói thế nào nhỉ? Gọi là bảo các anh em nên cân nhắc hoặc là không nên mua chai nước hoa này, bởi vì so với phiên bản Le Parfum nó đậm hơn và nó ngọt hơn. Nó vẫn mang cái style mùi của phiên bản Le Parfum nhưng nó ngọt hơn và nó đậm hơn. Thì mình thấy rằng thực sự là với phiên bản EDP nó đã là vừa đủ rồi. Đối với mình cá nhân mình thấy rằng nó ở phiên bản EDP là vừa đủ ngọt nhưng mà vừa tới, và lưu hương cũng rất là tốt. Thì với một cái mùi hương đậm hơn, dày hơn và ngọt hơn thì mình thấy rằng là không quá là cần thiết để mà sở hữu. Do vậy, và cả mức giá nữa, mình nghĩ rằng một chai nước hoa mới ra thì bao giờ nó cũng sẽ đắt hơn những cái đàn em ra trước nó. Do vậy nếu như mà các anh em có ý định dòng wine này thì mình vẫn
thiên về phiên bản Eau de Parfum hơn là bản Le Parfum mới. Bởi vì với mùi hương, cá nhân mình ngửi với cái mũi làng của mình thì style mùi nó vẫn giống nhau, không có cái gì hơn ngoài đậm hơn, dày hơn và ngọt hơn. Thì thôi, cứ dùng EDP là đủ. Đấy là cái cá nhân của mình, ok. Chai nước hoa thứ 3, đây, mình phải để lít ở đây này. Nhiều, đại khái gần 1 tháng này không làm nên là cái phản xạ nó vẫn chưa có mấy. Chai nước hoa thứ 3 đó là Terre de Inès. Nếu như các anh em nào đang phân có ý định mua phiên bản EDP thì thực sự là mọi người nên cân nhắc. Bởi vì với mình thì phiên bản EDT Auto Toilet vẫn luôn luôn là rất là ok nhất. Cả về mùi hương, về cái độ gọi là tinh tế về mùi ấy, thì phiên bản EDT vẫn là best với mình nhé, vẫn là best. Còn lại phiên bản EDP thực sự là mình không quá là khuyến khích. Bởi vì so phiên bản cũ này thì nó thêm cái chung gỗ nó dày hơn và cái độ tiêu thì tất nhiên ngửi thì nó vẫn vẫn ok. Thế nhưng mà nói thế nào nhỉ, dù sao thì F1 vẫn là chuẩn nhất, còn lại F2, F3 thì vẫn thế nào đấy, mình nghĩ là như thế. Do vậy mà chúng ta nên nếu mà định mua Terre d'Inès thì đừng mua EDP, EDT là đủ đó. Chai nước hoa thứ 3 đó là sản phẩm nhà Bulgari và nó có tên là Atlantip, hoặc khoa Atlantip. Tại sao mình lại nói rằng các anh em nên cân nhắc trước khi mua chai nước hoa này? Bởi vì đó là một sự kết hợp của hương nước biển và long diên hương, thì nó là một cái style mùi nó copy từ khá là nhiều những cái chai mang đặc trưng của những cái dòng hương blue. Đó, ví dụ như Invictus này, Dior Sauvage này, đó, Dylan Blue, đó, chúng ta có thể gặp rất rất nhiều những cái hình ảnh của cái chai đấy ở cái chai Bulgari Aqua Atlantic. Thì nói thế nào nhỉ, đấy là một cái mùi hương nó không quá là mới mẻ. Các anh em nên nói thế nào nhỉ, chúng ta vẫn có thể tìm được những chai nước hoa khác dùng trong mùa hè mà nó ngon hơn và nó ít bị mùi nó quá nhiều những cái mùi giống nhau như thế, thì chúng ta không nên. Đó, thì ở chai nước hoa mình vừa nhắc đến đó là Bulgari Aqua Atlantic, ok. Chai tiếp theo đó là Montblanc Ultra Blue. Với cá nhân mình thì mình không quá ghét mùi hương sản phẩm mới ra của nhà Montblanc vào năm ngoái, mình khá là thích. Thế nhưng xét một cách công bằng thì thực sự đây là một gọi là bước lùi so với Montblanc Explorer. Mùi hương nó có gì đấy, nó dễ ngửi mà nó khoái hơn so với phiên bản Ultra Blue. Do vậy nếu như mà các anh em nào đang có ý định đang cân nhắc giữa hai phiên bản đó là Ultra Blue và Explorer thì mình nói thật là chúng ta nên lựa Explorer. Mọi người cứ nói rằng chai đấy là bán kém nhưng thực tế thì không phải. Mình rất là bất đồng quan điểm với những ai mà cho rằng Explorer là bán kém. Thực sự nó là bán rất là khủng khiếp. Có một cái là nó rất là nhẹ nhàng, cho nên là đôi khi chúng ta có một cái cảm giác là nó bán kém nhưng thực tế thì không phải. Nhưng mà đấy là của Explorer. Còn nói lại đây, ví dụ như là Ultra Blue, một cái tông mùi nhóm hương nước biển Sea Note thì long diên hương, nói chung nó rất là cũ kỹ rồi. Nó đến bây giờ mà vẫn còn ra chai hoa đấy thì nhà Montblanc nó thật là hơi bị lùi so với năng lực thực có. Đó thì chúng ta không nên mua Montblanc Ultra Blue, ok. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là của nhà Giorgio Armani và nó có tên là Acqua di Gio Profondo. Thực tế mà nói thì cái line Acqua di Gio trong tất cả những video trước thì mình luôn luôn nói rằng các anh em hoặc là phiên bản đầu tiên đó là Acqua di Gio hoặc là Profumo, còn lại là những cái phiên bản flanker khác, ví dụ như là Profondo hoặc là cái gì sao tự nhiên mình lại quên mất tên nữa rồi, Absolute vân vân, thì nó là một cái bước lùi so với cái line rất là nổi tiếng Acqua di Gio. Do vậy nếu mà anh em nào thực sự là Profondo, mùi nó rất là, nói chung là nó quá là an toàn và nó không có một cái điểm nhấn, nó thiếu rất nhiều để mà điểm nhấn cho người xịt. Do vậy các anh em nên cân nhắc hoặc là không nên mua Acqua di Gio Profondo đó. Thì vừa sang mình vừa chia sẻ đến các anh em một vài chai nước hoa
có thể sử dụng được trong xuân hè, và các anh em nên cân nhắc trước khi mua hoặc không nên mua. Đó, đấy là cái ý kiến của mình. Rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ anh em mình hãy chào, thân ái và tạm biệt.